đề mà tôi cảm thấy hài lòng nhất 2018 là tôi cùng với đồng nghiệp của tôi về nhà an toàn sau giờ làm việc, và tôi cùng đồng nghiệp đã nâng hiệu suất thiết bị lên, đã góp phần saving cho công ty là 8.4 tỷ. Từ khi tôi bước vào tập đoàn Sengobank hiện nay đã được 5 năm, nhưng tình cảm của anh em đồng nghiệp vẫn như lúc ban đầu, và cái tình cảm của anh em dành cho tôi và tất cả các đồng nghiệp khác luôn luôn hòa đồng và luôn luôn chia sẻ cho nhau về tất cả mọi việc, công việc, gia đình, đó là một điều làm tôi rất là hạnh phúc. Điều mà cá nhân mình cảm thấy tự hào nhất trong năm 2018 là mình được gia nhập vào tập đoàn Saint-Gobain với bề dày 350 năm lịch sử và phát triển. Điều thứ hai mình muốn nhắc đến đó là việc cùng với những đồng nghiệp của mình góp một phần công sức vào việc chạy thử và vận hành thành công nhà máy Giro Hải Phòng. Trong năm vừa qua, mặc dù có rất nhiều khó khăn đến từ thị trường, nhưng mà điều mà tôi cảm thấy tự hào nhất là tôi cùng tất cả các đồng nghiệp của tôi đã cùng nhau cố gắng nỗ lực để hoàn thành chỉ tiêu về doanh thu và lợi nhuận. Điều đặc biệt hơn nữa là chúng tôi đã cùng nhau tổ chức thành công rất nhiều các dự án, ví dụ như là Bun Sale, nhà thầu 5 sao và hành trình trải nghiệm khách hàng. Đó là cái giờ giấc làm việc của anh em nhân văn phòng nhà máy là về hơi muộn. Không hài lòng nhất với cá nhân mình trong năm 2018 đó là việc tiếp cận và trao đổi thông tin còn hạn chế với tất cả các phòng ban trong nhà máy Giro Hải Phòng. Kỳ vọng của tôi 2019 đó là góp phần để xây dựng một cái môi trường ở dưới xưởng nó sạch sẽ, thoáng mát để công nhân làm việc nó có hiệu suất hơn. Cái điều mà tôi kỳ vọng nhất vào năm 2019 đó là về lương và thưởng. Về lương thì tôi sẽ mong rằng là lương sẽ được sang năm 2019 sẽ được tăng lương. Còn về thưởng thì cũng mong rằng là cũng được chi trả đúng vào cái dịp Tết Nguyên Đán, là để cho anh em có thể có một cái Tết sum vầy bên gia đình. Mình mong muốn công ty cũng như tập đoàn có thêm những chính sách để giúp toàn bộ các cán bộ công nhân viên tại nhà máy Giro Hải Phòng cũng như tất cả các thành viên trong tập đoàn có thêm những buổi giao lưu, gặp gỡ, gắn kết tất cả mọi người. Điều mà tôi kỳ vọng nhất trong năm 2019 thì tôi xin chia sẻ hai điều. Một là về công việc thì tôi cũng muốn được công ty tin tưởng và giao thêm cho tôi thị trường Hưng Yên và Hải Dương để tôi phát triển, tôi cùng team phát triển được cái tuyến Đông Bắc của tôi. Điều thứ hai là mặc dù thì tất cả mọi người đều trong anh em trong công ty đều đang rất chi là bận rộn, nhưng mà tôi muốn là năm 2019 thì mọi người cùng nhau xây dựng được cái văn hóa của công ty mà chúng ta đã gây dựng bao nhiêu năm nay. Có. Dù năm qua có bao điều âu lo, rồi gian nan với vô vàn thử thách, lúc thi trường thăng trầm, lúc công việc khó khăn, hãy giữ một niềm tin với tinh thần lạc quan luôn bên nhau. Thêm một năm thanh số vẫn đang tiếp tục tăng lên, mà còn tiếp tục tăng trưởng lên tầm hai con số nữa cơ. Ghê, Hải Phòng nhà máy Giro đã đưa hàng ra chưa? Đến tháng 12 đã đưa tận tay nhiều khách hàng. Án được, giờ nhà nhân thi công ta bán cho đơn vị, hàng thật nhiều vì thế nên ta có tí bận, rồi thì làm tăng ca ta cũng đã hết mình. Và dù việc hôm nay anh cũng có tí vội, đường về nhà năm nay nói chung phải an toàn, nghĩ về vợ về con ở quê mà thấy vui, thấy grow vô cùng vui.
vì nhà thầu năm sau năm nay đã tiến hành gần nghìn thợ thi công tham gia từ các vùng, chỉ vì quyền lợi cùng anh em từ áp đã viết ra. Mãi luôn yêu nghề, dù nghề này gập ghềnh trông gai nhiều khó khăn, mà lòng đang nguyện thề là sẽ hy sinh cho nghề, chờ một ngày giàu sang thành danh là con sẽ trở về. Xanh phố bên nhà ta kinh doanh từ lâu và đã có tiếng rồi, có tiếng anh biết rồi. Tấm đu ra không, nhà em có bán đu ra. Xanh phố bên truyền thông từ lâu là công ty đã rất chuyên nghiệp, phải cố gắng lắng nghe, luôn luôn hướng tới khách hàng. Lang thang ở tận Vincom mai chưa chốt được hàng, hôm nay đòi rồi, đòi rồi. Mua xương đi anh, em để cho anh mua đi, mua đi không anh. Lại hết anh. Sạch bách lập thớt habito anh, thêm cái web bơ nào em sẽ chăm sóc tận tình, đồng ý thì anh sang khó khó em đang có hàng rồi, luôn liên tâm về chất lượng, mong tương lai tiếp tục được đồng hành và hợp tác sẽ lâu hơn. Chỉ mong công việc ngày ngày càng thuận lợi để lương tăng cao và tăng thưởng, vì tập đoàn nhà mình luôn luôn là số 1 và ngày càng quan tâm đến cuộc sống của bao người. Ước mong sẽ là được học hỏi phát triển trong môi trường chuyên nghiệp, và lộ trình tương lai cần phải được rõ ràng, cùng đồng nghiệp vươn lên và ta sẽ mãi luôn phát triển. Tinh thần với đoàn kết toàn team sẽ luôn luôn là sức mạnh, đập tan nỗi âu lo, vượt qua hết thử thách gian nan. Toàn với đoàn kết toàn team sẽ luôn luôn là sức mạnh, thêm nhạy bén lên cao, đổi thay để tiến xa hơn, tiến xa hơn. Mãi luôn yêu nghề, dù nghề này gập ghềnh trông gai nhiều khó khăn, mà lòng đam mê thì là sẽ hy sinh cho nghề, vì một ngày đại cao của ta luôn luôn lớn mạnh. Transform grow. Thêm cơ mà con của quê mà thấy vui.